Trước hết xin kính mời quý vị theo dõi phóng sự lễ tưởng niệm nhị vị Trừng Nữ Vương. Xin kính chào quý vị, chúng tôi đang có mặt tại Home Middle School thuộc thành phố Alexandria, Virginia để dự buổi lễ nhị vị Trưng Vương của Giáo hội Người Việt Cao Niên Vùng Hoa Thịnh Đốn tổ chức vào ngày Chủ nhật 17 tháng 3 năm 2013. Sau đây kính mời quý vị theo dõi các hình ảnh của buổi phóng sự. Cái buổi lễ tưởng niệm hai bà ngày hôm nay rất là quan trọng. Từ trước tới bây giờ là hội cao niên của vùng Washington DC này đứng ra tổ chức và coi như là hoàn toàn đảm trách cái việc mà cử hành cái buổi lễ. Từ năm vừa rồi, cộng đồng đã nhận bảo trợ cũng như là nhận để mà trực tiếp tham gia vào, nhúng tay vào để mà tổ chức và làm việc luôn. Thì đó là một điều rất hay. Tôi thấy rằng là với cái hiện tình hiện bây giờ, đất nước chúng ta đang bị tàu xâm lấn bờ cõi cũng như là lãnh hải, chỗ nào người tàu cũng có hết trơn. Ngày xưa đó, hai bà là những vị mà gọi rằng là mình nói là phụ nữ thường thường là ở trong nhà lo việc bếp núc, nhưng mà hai bà đã có gan đứng lên làm một cái cuộc cách mạng như thế đó để mà đánh đuổi quân tàu chạy. Thì tới giờ phút này tôi thấy rằng là ở trong nước cũng có những cái vị nữ lưu, chẳng hạn như Lê Thị Công Nhân là Tạ Phong Tần mà đã được chính là Hoa Kỳ cũng công nhận. Đó là những sự chống đối hợp lý để mà nó cho thấy rằng là cái chính quyền Việt Nam hiện giờ ở tại Hà Nội rất là u nhược, cứ lo hà hiếp dân chúng mà không có đương đầu ra lại với cái sự xâm lược của ngoại bang. Thì tôi nghĩ rằng những cái dịp như thế này nên tiếp tục và cộng đồng sẵn sàng tiếp tay, nghĩa là lúc nào cũng sẵn sàng để mà hỗ trợ. Hai bà Trưng là hai chị em ruột và họ đã hy sinh cho đất nước mình, như là họ đã cố gắng đứng lên đánh lại giặc, dù biết là nguy hiểm cỡ nào, nhưng là một người đàn bà nhưng họ không hề yếu kém tí nào. Đến khi mà họ bị giặc đuổi đến tận cùng nhưng mà họ vẫn không đầu hàng, họ đã hy sinh và vì là cái chết. Họ chấp nhận cái chết để lấy niềm tự hào cho đất nước mình. Giỗ tổ này là như chúng ta muốn nói là chúng ta hãy đoàn kết lại. Dù chúng ta cảm thấy mà mình yếu kém, nhưng khi đoàn kết lại, siết chặt lại, thì tất cả những chuyện khó khăn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua được. Hồi nhỏ, 15, 4 năm tuổi là có nghe bà ngoại kể chuyện về hai bà Trưng rồi. Thì trong bài Milan sẽ nói bữa nay là hồi trước bà ngoại kể như vậy thì mình tưởng là bà ngoại chỉ nói về lịch sử thôi. Nhưng mà sau này lớn lên rồi nghĩ lại thì bà ngoại đang là bày mình là cách sống của người Việt. Tức là người Việt mình có ba cái tánh rất đống nhau, ai cũng thích là mình yêu thương tự do. Người Việt mình ai cũng yêu thương tự do, giống như hai bà Trưng hồi trước lại hy sinh tất cả để được tự do.
Thứ nhì là mình rất cảm đang với hy sinh rất nhiều để được cái tự do đó. Và thứ ba là cái tánh là muốn đồng kết giống như là bữa nay là cả hội cao niêm ở hội thành đốn tổ chức để cho mấy bác với là mấy em trẻ để biết được ơn của Hai Bà Trưng. Việc riêng không phải một mình việc của Mai nữa, nhưng mà tất cả mọi người đều cùng chung với nhau làm việc, là tại vì mỗi ngày Hai Bà đó thì là các chị Trưng Vương họp với nhau để cùng rủ nhau lên ca bài Trưng Nữ Vương, với là để tới đây để tham dự ngày lễ Hai Bà. Cho thế hệ mình thì ít, nhưng mà cho thế hệ sau thì nhiều hơn, như là các em hướng đạo trong Trưng Nữ Vương đó. Cái này rất là rất là cảm ơn cha mẹ với là những người mà đứng ra để lo tổ chức cái nhóm hướng đạo đó, là tại vì như vậy là để cho giúp các em giữ lại cái truyền thống của mình từ trước đến giờ. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi các hình ảnh của ngày tưởng niệm nhị vị Trưng Vương tại Alexandria, Virginia. Lâm Kim Thu, tường trình từ Washington, D.C.